Dạ chào mọi người ơi, bây giờ thì tụi em di chuyển lên trung tâm nha mọi người, vì tụi em sẽ không ở khách sạn đó nữa, mặc dù là tụi em vẫn còn hẹn ở khách sạn đó, nhưng mà vì tụi em phải di chuyển lên thôi, là bởi vì tụi em đang ở rất là xa trung tâm và ở chỗ này không có gì để chơi hết trơn á, tụi em muốn quen, cho nên là tụi em phải đi thôi, đó. Tại vì cái con nhỏ 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 đi chung với em nè, nhỏ này nè đó, nó thuê một cái khách sạn gì tao nói buồn hiểu buồn yêu gì đó đó, rồi xong mà mỗi lần đây từ cái chỗ mà khách sạn mà đi lên cái khu mà trung tâm Bạc Tu Nám á, đố mọi người bao nhiêu phút, là đi Grab không á nha, là gần cả tiếng đồng hồ đó, thì là mọi người nghĩ đi xa cỡ nào, rồi tụi em chơi cái kiểu gì, trong khi tụi em qua bên đây có 4 ngày thôi mà 2 ngày tụi em ở dưới tỉnh lỵ rồi, 2 ngày ở dưới rồi xong rồi tụi em có biết đi đâu đâu, là tụi em chỉ biết đi chùa thôi, tụi em đi 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 Mẹ Nắc nè, đi 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 chiến gì đó Mẹ Nắc tình người chiên ma rồi những cái chùa mà rì 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 thôi, nhưng mà những cái chùa đó toàn là những cái chùa xa không nha mọi người nha, chùa xa không, chưa kể nha, nó ăn xong rồi nó tới cái giấc ngủ của nó là mình cũng phải lo cho nó rồi, rồi xong sau đó là tối tối ngủ thì ba đứa ngủ, thì tại vì ngày hôm qua đi chùa mệt quá mà, cho nên là cũng tranh thủ ngủ sớm, thấy không, ngủ đâu phải 10 rưỡi là bắt đầu mình ngủ rồi ha, đó bắt đầu ngủ rồi thì ngủ sớm thì tới khoảng tầm cỡ 3:30 sáng á, thì tự nhiên nghe một cái âm thanh rất là coi như là chát chúa vô trong cái tai, mà trong cái đêm thanh tịnh mà mọi người hiểu không, cho dù nó có nhỏ đi chăng nữa nhưng mà mình nghe rất là lớn đó, mở mắt ra mình nghe cái gì một cái bài hát gì mà nó đang thịnh gì đó, nó đang mê cái bài hát đó, nó đang mê cái bài hát đó, thì giống như nó nghe hồi tối đó, thì giống như là bây giờ nó phát lại, nó phát lại gì đó, nó bật lên gì đó, tầng ta đang tầng 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 cái trời ơi, trời ơi, thì con này thì nó phiền quá, xong cái mình chưa có kịp lên tiếng là mình mới ưỡn vai thì bà Xuyên nè, bà này nè, bà mới giật mình vậy, anh Dũng cái gì mà lớn dữ vậy, hồi ôi tôi tức mọi người, tôi tức á, nó nằm kế bên tôi mà, cái con đó đó là tôi lấy cái chân ha, tôi lấy cái chân ha, tôi đạp nó một cái này nè, đạp nó một cái, mày mở gì mày mở lớn vậy. Nó giật mình, nó hoảng hồn, nó chưa kịp tỉnh vía, em không có, em bị cứng máy, cứng máy vào lúc 3:30 sáng, mọi người ơi, mọi người có chịu nổi không, trời ơi, ngủ ngủ với một cái con đó, một con đã băng đêm đầu tiên là cu ma thon rồi, đêm thứ hai là cứng máy, tôi cứ tưởng là con nó đòi dậy rồi con nghe nhạc không đó. Giờ suy nghĩ là sao đêm nào cũng có khóc lòng với nó hết trơn á. Chán mẹ là vậy đó mọi người. Ơi cây bán bánh chuối nè, rất là ngon, mấy cái nhà ở bánh chuối nướng nha, quê thật luôn, giống như nhà luôn rồi nè, người bán cũng dễ thương nữa đó, cưng quá à. Cái màu này ai tự hỏi ta à, tụi em đã tới trung tâm rồi nha, chưa có lấy phòng tại vì 2 giờ mới cho vô, cho nên là bây giờ là tụi em phải đi vòng vòng. Bây giờ tụi em đã tới Platinum rồi. Ê Xuyên ơi, bây giờ em đang đi đâu vậy? Bây giờ mới đáp chuyến bay tới Thái Lan luôn mọi người. Ôi vậy hả, chứ mấy bữa nay bây đi đâu giờ hả? Là em đi kiểu là đi chữa lành thôi. Em mới là đi Bangkok rồi mới đi Thái Lan. Vậy hả, mấy bữa nay đi đâu? Bây giờ em đi một đất nước khác. Bây giờ mới tới Thái Lan đó hả? Đó đây, rộn ràng chưa cả nhà? Thái Lan đẹp lắm. Platinum đó, đường phố Thái Lan giờ này thì khoảng tầm cỡ 11 giờ thì nó cũng chưa có kẹt xe lắm đâu hả? Ngược sáng lắm cả nhà ơi, sau khi là tụi em rỉu rỉu rồi, tụi em bắt đầu đói bụng,
và tụi em vô Platinum và tụi bắt đầu tụi em đi vô cái khu mà food court á để tụi em kiếm đồ ăn ăn. Món khoái khẩu của em là món chân giò heo hầm dưa cải ăn với cơm nóng. À, nó ngon lắm cả nhà, chị Lê Giang cái thích ăn cái này cực luôn. Mỗi lần tới nó trời Dũng ơi ngon lắm, Dũng ơi ăn. À, ngon lắm nha cả nhà. Đó, em ăn gì ạ? Em ăn mì há cảo. Mì há cảo. Món mì hoa. Ngon không? Ngon. Rồi được coi coi. Đó. Mì há cảo món mì hoa. Món này bao nhiêu tiền vậy? À, chỉ có 80 bạc thôi. 80 bạc. À, còn món của anh là 120. 120. Anh còn dư 80 và lát anh rỉu anh mua cái gì đó cho hết cái số tiền đó luôn. À, nói chung là ăn ở đây rẻ lắm cả nhà. Rồi bây giờ Dũng ăn nha. Ôi đây. Ngon dữ lắm cả nhà ơi, nó mềm nè, thịt heo nó mềm vậy đó, cái chân giò đó. Cái này là cái chân giò heo á. Nó mềm vậy đó nè. Đó. Vị vừa ăn thấm đẫm giống như cái hộp kho hộp vịt của mình vậy đó. Mà nó ngon. Cái món này nó rất là giống na ná bên Việt Nam mình nha cả nhà. Ăn với cơm mà không có bị ngán, ngon lắm. Đó, ăn với dưa cải, cải chua mọi người. Đó. Cắn miếng ớt vô nữa. Trời ơi, ở thêm miếng nữa nè, thêm miếng nè. Trời ơi. Cái chuyện mà khám mập. Cảm ơn. Xuyên ăn cái gì chị Xuyên? Ăn hủ tiếu bình thường thôi. Với lại mua thêm một cái ly này. Hủ tiếu nhà có gì vậy chị? Hủ tiếu này á là có như là hủ tiếu gì vậy? Hủ tiếu bò hả? Hủ tiếu bò hay sao á? Nó không có bốt làm heo. Heo thập cẩm. Là có mấy cái gan nè. Bò viên nè, đó vậy thôi nhưng mà rất là ngon. 80 bạc. Chị gắp một đũa lên chị ăn thử đi chị. Quay review ok lắm ha. Cảm giác chị sao chị? Lại đói quá, lại mới vui lên lắm. Tôi xem một tiếng đồng hồ lận. Nên là tôi quên không có gì ăn, lây ra thành phố để ăn. Nội mà coi như là bà chọn đồ ăn cho là người ta ăn hết rồi đó. Bà điên dần á. Đi xe, múc người kia kìa. Rồi ly nước này là cái gì vậy chị? Ly nước này là... Nhưng mà có cây dù dễ thương quá vậy chị? Nhờ cây dù đó mới 6-9 bạc. À là ly nước bằng tô mì luôn á hả? Rồi ok. Qua bên đây có phở Việt Nam nha mọi người. Noodle Shop Việt Nam Food nè, cả nhà. Có nhiều thứ lắm ha, Việt Nam, noodle, phở gà, phở bò, phở heo đó, có bún chả giò thấy không, rồi bánh xèo, bún chả giò là signature luôn hả, ghê vậy. Rồi sao em ăn ổi ăn nữa hả, ăn nữa, ăn tô phở nữa, đúng rồi, em chuộc món nước. Trời ơi, em chuộng món nước nè, trời ơi mọi người. Nói chung là nó qua bên đây nó không ăn đồ Thái mà nó ăn đồ Việt Nam, mình ủng hộ người Việt Nam mình nha. Ừ, ủng hộ món ăn đồ Việt Nam mình vậy là good rồi. Trời ơi, tô phở vậy nhiêu vậy? À, 85 bạc. Nhưng mà cái cọng phở ở đây cộng nó khác Việt Nam nha. Nó sẽ dài hơn. Ờ, vậy hả? Và nó trong hơn. Ngon hơn. Đúng rồi. Giống như bạc Thái. Đúng rồi. Giống như cọng bạc Thái mồ. Nhưng rất mà nhìn thấy có vẻ ngon á. Đúng rồi. À. Thì cái nước lèo. Hấp thử coi, hấp thử coi. Ngon không? À, có vị chua chua thanh thanh nha. Phở mà sao nghe có vị chua chua thanh đúng thanh. Đúng rồi. Không, tại vì cái nước dùng của nó rất là thanh. Nên mình ăn sẽ có cảm giác chua chua. Tại biết sao không? Hồi nãy em nêm nước giấm vô á. Má cái con này. Nhưng mà nói chung là ok, 9 điểm rưỡi trên 10 điểm. Có nghĩa là nghe cái mùi phở không? Có, nghe mùi phở. Em nghe nè, mùi em còn nghe mùi phở mà. Nghe mùi phở đúng không? Rất là ngon. Đâu, hửi hửi cái mùi phở, hửi sao đâu. Bò nhưng mà nó không có bị. Bò sai rồi, hủy giờ sai rồi đây nè. Đâu chơi đâu vui, vậy đồng mà nó cầm nó ăn được hay gì. Rồi đổi lại đi chị. Cái mùi phở là mình phải về. Ví dụ mình muốn hút một lèo đúng không? Mình
Trời, diễn viên quá vậy. Ta bùi phở, đúng chưa? Người ta hửi là người ta phải hửi vậy nên mấy má ơi. Đó, cơm phở. Mùi hủ tiếu. Trời ơi, kỹ thuật biểu diễn quá vậy. Thôi, ăn rồi. Đi. À, đây là khu food court của trên Platinum. Ở đây có bán rất là nhiều đồ cả nhà. À, cơm nè, rồi đây vịt nè, chicken soy nè, mì đủ thứ hết. 17. Mì vịt tiềm nhìn có vẻ ngon á. Hồi nãy mình ăn cái tô cơm rồi. À, mình dĩa cơm chân giò heo rồi nên là cũng khá no. Đợi tí xíu đi. Giảng giảng bớt rồi mình sẽ ăn tiếp. Trời ơi, mấy cái món này cũng khá là hợp khẩu vị với mình đây cả nhà. Trời ơi, lại chân giò heo nữa nè, ngon quá nè. Trời ơi, ngon lắm. Đây, bên đây có bán sushi, cái món mà 5 lít mắm, giống như là ghẹ nước mắm, tôm nước mắm, cá hồi ngâm nước mắm, hào sữa ngâm nước mắm. Ôi, có nước mía nữa nè cả nhà ơi, nước mía nữa nè. À, nước lụ rồi nha. Ngon thấy chưa? Ôi, căng nước, căng nước chứ không có vẻ. Ôi, đây là những món nước nè cả nhà. Hủ tiếu, bún gạo. Rồi. Còn cái này là gì đây? Cơm nè. Cơm. Subadita. Cơm. Mình nãy giờ mình cũng quay món ăn rồi, bây giờ mình sẽ đi món ăn chính rồi, giờ mình đi ăn món tráng miệng đi. Ở đây coi có chè không. Đây chè, đây chè không biết bao nhiêu đây. 65, 50 chè quá trời luôn cả nhà. Đây là có cái chén 35 này, tại vì còn 35. Number 3. ngon quá. Đây, cái chén chè của tôi, tại vì còn có 35 bạc thôi, mình phải mua đúng chứ mắc công, tại mình dùng thẻ mà. Ở đây có món sườn cay chân gà này nè. Ôi, cái món chân gà ngon các nhà ơi. Đó, mình lại đi ra cái chỗ mình ăn thôi. Ăn gì ạ? Ăn cái này không biết là gì nữa, chắc là chè thái. Cái là chè thái á. À, tại vì nãy mua cái thẻ 200 bạc, ăn hết 165 rồi, bây giờ còn 35 bạc. Thì bây giờ mình phải đi kiếm một cái món gì đó để nó vừa đủ thôi, rồi không có bị dư mà cũng bị thiếu. Đó, nên là mình đã đi ra ngoài đó và mình đã kiếm cho bằng được cái món nào 35 bạc mình ăn chè thái. À. Gì vậy? Ngọt liền, ngon. Ngon lắm. Nói chung là cũng không ngọt lắm đâu. Có đá vô á, nó vừa ăn. Nè, cái này là đá bào á. À, những cái topping nè. Ngon cả nhà. Không ngọt quá, béo béo vừa vừa. Quay này thấm thoát kìa, con bé cũng đã ăn hết tô phở. Ăn xong giống con heo quá. Ăn xong là em order phở bò đúng không? À. Nhưng mà nhìn lại cái bill thì là nó order phở heo nha, phở bò. Ngon quá. Ngon rồi đó.
Vậy mai tôi sẽ ghé tôi ăn cái món phở bò này. Đúng không? Đúng rồi. Cái nướng nó ngon. Giờ chiều chiều mình ghé mình ăn tiếp ha. Ok. Ok.